miền đất đón lấy ánh sáng chân quý để vạn vật sinh sôi nảy nở. Kết tinh nên vẻ đẹp kỳ vĩ giữa rừng và biển. Nguồn ánh sáng ấy chiếu rọi vào trái tim rực lửa của mỗi con người miền cửa biển. Mỗi trang sử ghi dấu tại nơi đây đều thấm đẫm bản hùng ca bi tráng về tinh thần tận hiến của người dân đất cảng. Những khát vọng dựng xây và phát triển ấy vẫn luôn sáng rực ngàn năm ở đất và người Hải Phòng, để từng ngày vươn ra biển lớn với những thành tựu đáng tự hào. Nơi gặp gỡ của đất, trời, biển cả, nơi những trầm tích tạo nên di sản thiên nhiên thế giới, quần đảo Cát Bà, nơi đây sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, mang những giá trị nổi bật toàn cầu. Hải Phòng, nơi hồn thiêng sông núi hội tụ, nơi giao thoa và tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại để tạo dựng nên bề dày di sản lịch sử văn hóa quốc gia và bản sắc văn hóa biển, chứa đựng khát vọng chinh phục biển khơi của các thế hệ người Hải Phòng. Ánh sáng rọi chiếu sâu rộng vào từng tấc đất, bầu trời và biển khơi để vẽ nên một miền đất Hải Phòng bừng sáng miền di sản. Tìm cảnh chân thế núi voi hùng vĩ ngắm nhìn say mê. Nơi hè phố những tiếng cười vui khắp nơi xung quanh.
khi trời thiên ngang. Gió hát tiếng khơi xa mắt ai dàn nơi. Ôi 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 đó ánh sáng cuộc đời. Thanh thang những con đường ngập tràn nắng mới. Hải Phòng của tôi, tình yêu của tôi. Hải Phòng rất ấm áp nồng nàn. Hải Phòng chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý, toàn thể nhân dân, du khách đang tham dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024, Hải Phòng bừng sáng miền di sản, gắn với lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình đang được diễn ra tại quảng trường trung tâm chính trị hành chính thành phố Hải Phòng và đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ đã mang tới màn trình diễn mở màn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2024 được tổ chức gắn với lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới và kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng để quảng bá về con người và vùng đất Hải Phòng, khẳng định những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế. Năm nay, lần đầu tiên, lễ hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố Hải Phòng nhằm khẳng định tầm nhìn, sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo thành phố trong việc mở rộng không gian đô thị, dư địa phát triển mới để Hải Phòng là thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước. Đến tham dự chương trình hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và các địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, các tập đoàn kinh tế lớn. Cùng với đó là sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng đại biểu đại sứ quán các nước tại Việt Nam, Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Hà Lan, Vương quốc Campuchia, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Colombia, đại diện phái đoàn thường trực Bỉ bên cạnh UNESCO. Xin được chào đón đoàn chính quyền các địa phương nước ngoài, Hội đồng nhân dân tỉnh Udon Say, tỉnh Viên Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tỉnh Kagawa, Nhật Bản, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, tình nguyện viên quốc tế, đoàn nghệ thuật giao lưu hữu nghị quốc tế thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, các kiều bào là người Hải Phòng tại nước ngoài, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, nhân dân và du khách đến tham dự chương trình. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị đến với lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024, Hải Phòng bừng sáng miền di sản, gắn với lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới. Ngay sau đây,
ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng lên sân khấu phát biểu khai mạc lễ hội. Kính thưa đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các địa phương. Thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các vị khách quốc tế, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Trước hết, thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và chúc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 thành công tốt đẹp. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024. Nhìn lại lịch sử, Hải Phòng là nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ Tổ quốc. Thành phố Hải Phòng luôn tự hào về truyền thống trung dũng, quyết thắng. Hải Phòng được biết đến từ thời nữ tướng Lê Chân khai hoang lập Trang An Biên. Hải Phòng có dòng sông Bạch Đằng lịch sử với những chiến công hiển hách của cha ông để giành độc lập cho dân tộc. Hải Phòng tiếp tục là địa phương đi trước về sau, vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương vững chắc trong những năm kháng chiến cứu nước, là nơi nhiều đột phá trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, đã gợi mở và góp phần với Trung ương để ban hành chỉ thị 100 và nghị quyết 10 về khoán trong nông nghiệp. Trong nhiều năm nay, kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng luôn phát triển mạnh mẽ và đột phá. Bình quân 9 năm liền, GDP của thành phố đạt 12,7% trên năm. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 có dấu ấn đặc biệt bởi thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh cùng nhau đón nhận quyết định của UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Từ năm 1992, tỉnh Quảng Ninh đã lập hồ sơ trình và được UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994. Lần thứ hai, Vịnh Hạ Long tiếp tục được ghi danh vào năm 2000. Tiếp theo đó, tỉnh Quảng Ninh, vùng đất phía đông của Tổ quốc đã phát huy vị thế thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh để phát triển du lịch. Do đó, GDP bình quân của tỉnh Quảng Ninh 9 năm liên tiếp đạt trên 11% trên năm. Để nâng tầm giá trị Vịnh Hạ Long, từ năm 2011, tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng đã thống nhất và song hành lập hồ sơ trình UNESCO để Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào ngày 16 tháng 9 năm 2023. Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng cảm ơn UNESCO, Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các tổ chức khác đã quan tâm giúp đỡ hai địa phương. Xin cảm ơn tỉnh Quảng Ninh đã đồng hành với thành phố Hải Phòng về nội dung này. Hải Phòng cùng với Quảng Ninh sẽ xây dựng chương trình hành động nhằm bảo tồn phát huy tối đa giá trị đối với di sản Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà.
Đối với thành phố Hải Phòng, từ những năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Hải Phòng rất chú trọng xây dựng các công trình văn hóa, các cơ sở tâm linh, tín ngưỡng có giá trị văn hóa cho muôn đời sau. Vì vậy, hiện nay Hải Phòng có 132 di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể đã được công nhận là di sản văn hóa quốc gia, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt và 21 bảo vật quốc gia được công nhận, được xếp trong top đầu của cả nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Hải Phòng rất coi trọng giá trị văn hóa và đời sống tinh thần của người dân, vì văn hóa là động lực, là mạch nguồn của sự phát triển. Với truyền thống lịch sử văn hóa, con người Hải Phòng cùng với những di sản văn hóa đã được vinh danh sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để thành phố phấn đấu Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực sự trở thành động lực phát triển của cả nước. Với tinh thần đó và trong niềm tin tưởng về tương lai tươi sáng của thành phố, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 9 năm 2023, tại kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới được tổ chức tại thủ đô của Vương quốc Ả Rập Xê Út, Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng đã được UNESCO chính thức ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Ngày hôm nay, trong không khí đặc biệt này, trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý và quý vị khán giả truyền hình, chúng ta sẽ cùng một lần nữa nhìn ngắm những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của Di sản Thiên nhiên Thế giới, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. As amended. Let me congratulate Vietnam. Ngày 16 tháng 9 năm 2023 trở thành một dấu mốc đáng nhớ với người dân Việt Nam khi Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO vinh danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới, trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới liên tỉnh đầu tiên ở Việt Nam với các giá trị thẩm mỹ và địa chất nổi bật toàn cầu. Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà sở hữu tổng cộng 1.133 hòn đảo đá được bao phủ bởi thảm thực vật phong phú trên mặt nước lấp lánh màu ngọc bích. Giá trị nổi bật của khu di sản này là dạng địa hình đá vôi karst bị biển làm ngập chìm với vô số tháp đá vôi hùng vĩ tạo nên cảnh quan thiên nhiên hết sức kỳ thú. Với sự giao thoa của núi rừng và biển đảo, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là một khu vực tiêu biểu có mức độ đa dạng sinh học cao của châu Á khi sở hữu 7 hệ sinh thái biển đảo. Vùng di sản có 3 loại hang động chính, minh chứng cho một giai đoạn dài về quá trình tiến hóa địa chất toàn cầu. Đặc biệt, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là môi trường sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm khi sở hữu khu rừng trên biển lớn nhất Việt Nam. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà trở thành điểm đến thu hút đông đảo hàng triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế hàng năm với sự đa dạng hệ sinh thái và vẻ đẹp kỳ vĩ độc đáo của thiên nhiên ban tặng, nơi đây hiện lên như một bàn cờ đá quý với nước non trùng điệp, xứng tầm kỳ quan nhân loại. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo lên sân khấu nhận bằng của UNESCO. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Trân trọng kính mời đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trân trọng kính mời đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Xin kính mời các vị đại biểu tiến lên vị trí danh dự. Trân trọng kính mời ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, lên sân khấu trao bằng của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, ghi danh Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jonathan Baker, UNESCO representative and head of office in Vietnam, to the stage to award a certificate from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization for recognizing Hạ Long Bay, Cát Bà Archipelago as World Natural Heritage. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên sân khấu tặng hoa chúc mừng cho tổ chức UNESCO tại Việt Nam, các bộ và hai địa phương. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, sau đây nghi lễ trao bằng ghi danh của UNESCO sẽ được bắt đầu. Chúng ta hãy cùng nhau đón chờ khoảnh khắc đặc biệt này. Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng được UNESCO ghi danh là di sản thế giới bởi nơi đây chứa đựng các khu vực có vẻ đẹp thiên nhiên, bao gồm các đảo đá vôi có thảm thực vật che phủ và các đỉnh nhọn núi đá vôi nhô lên trên mặt biển, cùng với các đặc điểm khác liên quan như các mái vòm và hang động. Xin trân trọng kính mời ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng. Xin chúc mừng Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng được ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Việc được UNESCO ghi danh đã đưa khu vực này trở thành di sản thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên của Việt Nam và là bài học kinh nghiệm hữu ích trong việc kết hợp quản lý, bảo vệ cũng như phát huy giá trị di sản thế giới. Xin một lần nữa nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng và các đồng chí lãnh đạo. Xin trân trọng kính mời ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nán lại sân khấu để phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Mr. Trung, Long Quang, Deputy Prime Minister of Vietnam, former Party Chief Secretary of Haiphong City, Mr. Bui Thanh Son, Minister of Foreign Affairs, Mr. Nguyen Van Hung, Minister of Culture, Sports and Tourism, Mr. Nguyen Van Tung, Chairman of Haiphong City, Mr. Cao Thuong Huy, Chairman of Quang Ninh Province, Your Excellencies, distinguished guests, esteemed colleagues, it is my great honor to be here with you today in Haiphong City, which hosts the newly approved extension of the World Heritage Property Hạ Long Bay Cát Bà Archipelago to speak on behalf of UNESCO on this joyful occasion. On 16 September 2023, member states of the World Heritage Committee voted to approve the significant boundary modifications to include Cát Bà Archipelago as part of the extension of the Hạ Long Bay World Heritage Site. This inscription is the result of an incredible effort by many people and institutions present here today who have been working so hard to preserve this precious and unique natural property, placing it at the highest level of protection and recognition as a UNESCO World Heritage Site. Over the last decade, dossiers presented to UNESCO and its advisory bodies made the outstanding universal value of Cát Bà Archipelago abundantly clear. Visiting the site, you can witness its outstanding karst landscape and its unique geological values, representing the most important Fengling and Fengkong karsts
in the world in compliment to the Halong Bay section. Nevertheless, this recognition took tremendous efforts by authorities, the private sector, and local people who came together to commit themselves at the highest level to promote an equitable and sustainable development of the site instead of opting for immediate lucrative economic projects which would have had a negative impact on the site. Your long-term vision for the development of Haiphong City and your alliance with Halong Bay of Guangning Province is admirable and has been recognized by UNESCO. There will certainly be quite a bit of work ahead to achieve such a long-term vision of sustainable development, including immediate actions required to ensure the proper protection of this World Heritage property in accordance with the requirements of the World Heritage Convention. The fulfillment of such commitments is especially important as Vietnam begins its tenure as one of the 21 member states of the World Heritage Committee starting this year. Over the past years, UNESCO has accompanied Vietnam as it sought to protect the breathtaking scenery and exceptional geological value of Cát Bà Archipelago amidst the rapid economic growth in the region. The site was recognized as a biosphere reserve in 2004, and actors from the region have been working together to promote sustainable practices and protect this incredible natural heritage. With its inscription as a World Heritage List, Cát Bà received the highest level of recognition by UNESCO as a site of outstanding universal value for all of humanity. While the World Heritage inscription will bring greater visibility and opportunity in attracting the public, partners, investors, and visitors, we need to remember that collaboration will be the key if the site is to thrive. Development options, including tourism, must go hand in hand with a robust management plan, strengthen regulations, better coordination between agencies to ensure adequate resources allocation, and strong research to ensure a good balance between conservation and development. On this occasion, I would like to call on Haiphong City and local and national authorities of Vietnam to ensure the implementation of the recommendations of the World Heritage Committee in its decision to extend Halong Bay site to include Cát Bà Archipelago. Of course, UNESCO, notably the Hanoi office which I represent, remains ready to support Haiphong City and concerned partners in the process. Last month, I had the privilege of visiting Cát Bà Archipelago for the first time. The unique natural splendor of Cát Bà has left me with an unforgettable impression. My discussion with site managers, officials, and local communities revealed how UNESCO's recognition has further empowered national and local authorities to promote the site sustainably. Please consider me a firm ally in your endeavors to protect this remarkable place. I would like to take this opportunity to express my sincere congratulations to all the Vietnamese people on this inscription of one of your national treasures as a World Heritage Site to be shared with the world. Thank you and congratulations. Xin cảm ơn. Thank you very much, Mr. Jonathan Baker, Head of Representative Office UNESCO in Vietnam. Xin trân trọng cảm ơn ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam. Theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Hải Phòng bừng sáng miền di sản. Xuyên suốt chương trình, quý vị sẽ được lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện, thanh âm, hương sắc của thành phố cảng, thành phố của loài hoa thắp lửa, của những nguồn ánh sáng, những nguồn cảm hứng bất tận. Kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật đặc biệt Hải Phòng bừng sáng miền di sản được chỉ đạo nội dung bởi Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Chỉ đạo thực hiện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng. Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí. Tổng biên tạo nghệ sĩ nhân dân Hữu Từ. Đơn vị thực hiện Công ty Cổ phần Hàm Nghi. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Cái bèo thuộc quần đảo Cát Bà, huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Ẩn sau cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp là cả một bảo tàng văn hóa biển. Cái bèo, nơi khởi nguồn của văn hóa biển tiền sử Việt Nam. Nơi chứa được những tư liệu quý của kho di vật cổ Cái Bèo. Hàng ngàn năm trước, những dấu tích đầu tiên về con người đã xuất hiện trên hòn đảo Cát Bà với sự tồn tại của di chỉ Cái Bèo.
chỉ khảo cổ học có giá trị lớn về khoa học lịch sử. Những vết tích văn hóa ở đây đã phản ánh sự phát triển kế tiếp từ trung kỳ đá mới, đặc trưng cho nền văn hóa Cái Bèo, sang hậu kỳ đá mới, đặc trưng cho văn hóa Hạ Long. Về với Cái Bèo, về với linh hồn của văn hóa biển tiền sử Việt Nam. Cùng nhân dân khai khẩn xóm làng, hình thành nên một vùng biên viễn duyên hải, quật khởi trước các thế lực xâm lăng ngoại bang, dựng xây nhà nước lĩnh Nam, khẳng định chủ quyền dân tộc. Chiến công quân dân nước Việt trên một không gian theo dòng thời gian. Đây, cửa biển Bạch Đằng lừng lẫy chiến tích, đập tan dã tâm quân thù.
trí tuệ tinh hoa bồi đắp theo từng bước sóng lịch sử, hình thành nên những cốt cách trí tuệ vươn tầm thời đại tại Hải Phòng. Tràng trình Nguyễn Bình Khiêm vì túc nho lỗi lạc đã dành trọn cuộc đời để trao gửi tư tưởng lớn lao mà ông tích lũy từ tiến trình dựng nước, giữ nước của dân tộc qua bao thế kỷ. Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững chỉ mình, chỉ những phù quý xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Từ những An Biên, Bạch Đằng, Vĩnh Bảo xưa vọng vang khí phách trí tuệ tiền nhân, một Hải Phòng của thời đại mới giàu truyền thống văn hóa tỏa sáng miền di sản qua những lễ hội di tích. Hải Phòng truyền thống ngàn đời, kết tinh di sản rạng ngời tương lai. Trong tim một Hải Phòng đường rộng lớn thênh thang chào tương lai, những cây cầu được cất lên như những nốt nhạc đưa Hải Phòng sánh vai cùng anh em. Từ trên cao Hải Phòng đẹp biết bao, mỗi góc phố con đường mang bao kỷ niệm, hàng phượng đỏ vươn mình trong nắng mới. Hải Phòng hôm nay lung linh muôn sắc màu. Hải Phòng trong tim ta, đất cao lớn lên với bao khát vọng, những ngôi nhà vút cao vai vợi đang vươn mình thẳng tới tương lai. Bình minh tỏa sáng lấp lánh, thành phố tôi yêu đẹp biết bao, trong vạt nắng vàng tương lai với gọi tự hào lắm đất cao. Và mãi mãi trong tim tôi luôn có Hải Phòng. Trong tim một Hải Phòng đường rộng lớn thanh thang chào tương lai, những cây cầu được cất lên như những nốt nhạc đưa Hải Phòng sánh vai cùng anh em. Từ trên cao Hải Phòng đẹp biết bao, mỗi góc phố con đường mang bao kỷ niệm, hàng phượng đỏ vươn mình trong nắng mới. Hải Phòng hôm nay lung linh muôn sắc màu. Hải Phòng trong tim ta, đất càng lớn lên với bao khát vọng, những ngôi nhà vút cao vời vợi đang vươn mình thẳng tới tương lai. Bình minh tỏa sáng lấp lánh, thành phố tôi yêu đẹp biết bao, trong vạt nắng vàng tương lai vẫy gọi tự hào lắm đất càng thân yêu. Và mãi mãi trong tim tôi luôn có Hải Phòng. Dẫu biết khó
khăn còn đang phía trước. Thử thách trong gai chúng ta vượt qua, vượt qua. Hải Phòng trong tim ta, đất càng lớn lên với bao khát vọng. Những ngôi nhà vút cao vời vợi đang vươn mình thẳng tới tương lai. Luôn có Hải Phòng. Thank you.
Sâu trong lòng mỗi người Hải Phòng. Những công trình kiến trúc cổ xây dựng những dãy nhà yên ả. Thành phố cảng ấp ôm trong mình sức sống mãnh liệt, bừng sáng tương lai. Hải Phòng, miền đất văn hóa đa sắc diện. Tháng năm dẫm trời hoa phượng đỏ, ôi Hải Phòng thành phố quê hương ta yêu, thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất. Những hẹn hò bên bờ sông lấp, những con đường tấp nập màu thơ ngày đêm, những bên bình xi măng cầu giao cầu đất lạc viên, những cái tên nghe trọn thơ đâu, nhưng với ta vô cùng oanh liệt, ôi thân thiết tự hào quê Sài Gòn Đà Nẵng. Ta tạm biệt xa nhau, chào phố biển thân yêu. Hải Phòng đó, biết ta chỉ biết ngẩng đầu, trái chân đánh quê ta kiên cường. Hải Phòng ơi, hôm nay bé nhỏ, mai ta đã thấy sông dài rừng xa. Sài Gòn Đà Nẵng quê hương.
làng. Ok là anh em mình tới bến. Chất Hải Phòng đâu cần phải lòng vòng, đâu cần phải dài dòng, gặp nhau là tớ mến. Ăn xong nói gió, Hải Phòng chất. Ăn ở không văn vở, nói lời thật nhất. Trong mỗi thanh âm luôn chứa được bản sắc vang khắp phố phường, gọi đây là sông. Bạn ơi, nắng lên. Bạn ơi, nắng lên. Sông thật như lời mẹ ru, qua khung thanh âm này thành phố. Thanh âm. Cái quán cát ba anh em mình đi cài, ngồi trên bờ cát nghe sóng hát mình chiêu phút tour Hải Phòng tha hồ up review. Dân đi biển tất nhiên phải khán giả nên bánh mì Hải Phòng ngon nhất là ba tê. Đất Hải Cảng chân chất và đậm đà nên mạch đa quê khiến lòng người ta mê. Cái tình bản sắc sáng tương lai, kỳ vọng vươn vai thành phố phát triển hiện đại. Tính người thì phòng khoáng, khoáng này là khoáng chất. Hải Phòng sống đẹp chơi luôn là thoáng nhất. Tam bạc chào ta tới, đón tôi về sân ga. Thanh âm nơi đất cảng, Hải Phòng ở trong ta. Kính thưa quý vị, với vị thế địa lý, bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa của vùng đất này đã hình thành nên tính cách của người Hải Phòng, hào sảng, năng động, sáng tạo, luôn nhạy bén với cái mới, sớm tiếp thu được những tinh hoa của thời đại. Vùng đất này đã và đang tỏa sáng lấp lánh, là miền hội tụ của những di sản quý giá, cũng là vùng đất của những con người bản lĩnh, tài năng, nhiệt huyết, với đầy những hoài bão và ước mơ để bước vào một thời kỳ mới với những dấu ấn mới. Xứng đáng là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước, với kỳ vọng sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả hãy cùng đến với một tiết mục nghệ thuật hiện đại, thể hiện được một nguồn năng lượng đầy mạnh mẽ, đậm chất Hải Phòng được mang tên Dấu ấn thành phố Cảng. Hải Phòng, nơi tỏa sáng di sản thiên nhiên thế giới, lấp lánh những sắc màu giá trị rực rỡ phát triển cùng thời đại. Mỗi công trình, dự án thể hiện khát vọng vươn lên, sự đồng lòng quyết tâm và những nỗ lực bền bỉ vì một thành phố Hải Phòng văn minh, hiện đại.
Hải Phòng bừng sáng miền di sản, phát huy tiềm năng, kết tinh giá trị. Hải Phòng tiếp tục nằm trong top đầu cả nước về phát triển kinh tế, khẳng định vị thế, tiếp nối thành công. Dấu thành công trong công tác xúc tiến hợp tác đầu tư nước ngoài, hội nhập mạnh mẽ, kết nối giao thương. Tăng cường nguồn lực đầu tư chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện chuyển đổi số, đổi thay diện mạo, song hành cùng xu thế mới. Tự tin và cùng cháy lên khát vọng, chúng ta tự hào về Hải Phòng, thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Và con đường phía trước luôn trải dài với niềm tin, sự kỳ vọng cùng quyết tâm chinh phục tương lai của một Hải Phòng vững bước đi lên trong ánh bình minh thời đại. Hải Phòng khẳng định vị thế.
mà vững bước. Hãy vươn cao hơn Việt Nam, Việt Nam. Và ta luôn vững đôi vai kiên cường. Hãy vươn cao hơn Việt Nam, Việt Nam. Hãy bay cao vượt xa về phía trước. Hãy vươn cao hơn Việt Nam, Việt Nam. Và ta luôn vững đôi vai kiên cường. Hãy vươn cao hơn Việt Nam, Việt Nam. Hãy bay cao vượt xa về phía trước. Hãy vươn cao hơn Việt Nam, Việt Nam. Và ta luôn vững đôi vai kiên cường. Và ta luôn vững đôi vai kiên cường. Khát khao ta luôn phi thường. Trời rất xanh, gọi nắng xôn xao. Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào. Môi cười rất xinh, lung linh màu áo. Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao? Chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào. Theo luồng cá bơi đan trên biển lớn, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ôi biển Việt Nam, ơi sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đây những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Gọi nắng xuân sao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào. Môi cười rất xinh, lung linh màu áo. Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao? Chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào. Theo luồng cá bơi đan trên biển lớn, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ôi biển Việt Nam, ơi sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đây những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương.
biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê gửi đi một thông điệp về ấn tượng Hải Phòng ngày hôm nay. Thành phố biển với những di sản quý báu được tạo hóa ban tặng, được cha ông ngàn đời gìn giữ, nơi gắn kết các miền văn hóa, nơi gặp gỡ của bạn bè du khách Nam Châu. Hải Phòng giàu tiềm năng, nguồn lực với khát vọng vươn tầm đã sẵn sàng chào đón những vận hội mới, hiện thực hóa những khát vọng tầm nhìn trong thời kỳ hội nhập. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các tỉnh thành phố bạn cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, quý vị đại biểu đã về tham dự chương trình.
Đặc biệt xin được cảm ơn chính tình cảm của người dân thành phố Hải Phòng đã dành cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Xin được gửi lời cảm ơn đến các du khách trong nước và quốc tế đã về tham dự lễ hội. Kính chúc quý vị có thêm thật nhiều sức khỏe, những trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố Hải Phòng trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024.